MU nhấn chìm Man City tại Old Trafford. Đấu pháp hợp lý giúp quỷ đỏ giành chiến thắng 2, không ở trận derby Manchester trong khuôn khổ vòng 29, Premier League diễn ra đêm 8 tháng 3. Trước đối thủ, được đánh giá cao hơn, Man UTD, vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, đội chủ nhà lùi sâu đội hình về sân nhà tập trung phòng ngự, để chờ cơ hội phản công. Không có Kevin De Bruyne. Nhưng Man City vẫn có nhiều phương án tấn công về phía khung thành đối thủ, cơ hội sớm đến với Raheem Sterling nhưng cú dứt điểm của cầu thủ người Anh lại bị De Gea cản phá. Sau quãng thời gian đầu chơi phòng ngự co cụm, MU đã tự tin triển khai bóng lên phần sân đối thủ, khả năng sáng tạo của Bruno Fernandes giúp những pha tấn công của đội chủ nhà trở nên huyền chuyển và có nhiều đột biến. Phút 31, Bruno Fernandes kiếm được một quả đá phạt. Cũng chính anh là người thực hiện pha bấm bóng cho Maso xâm nhập vùng cấm tung cú sút quyết đoán vào góc gần đưa chủ nhà vượt lên sức ép được gia tăng lên phần sân man city trong những phút tiếp theo đoàn quân của huấn luyện nv Solskjaer thực hiện nhiều pha đột phá đầy tự tin nhưng lại thiếu đi sự chuẩn xác ở những pha bóng quyết định hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về chủ nhà man city sớm đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp đấu thứ hai nhà vô địch premier league tấn công trực diện và gây nhiều khó khăn cho the Gear từ những cú sút xa và tình huống cố định MU chịu nhiều sức ép nhưng vẫn tổ chức được một vài pha phản công sắc bén nếu Daniel James chịu quan sát và thực hiện đường truyền cho Bruno Fernandes ở vị trí chống trải. Bàn thắng thứ hai có lẽ đã đến với chủ nhà. Những sự điều chỉnh của huấn luyện NV Pep Guardiola giúp Man City cải thiện mặt trận tấn công, Mares liên tục khuấy đảo bên cánh phải rồi thực hiện đường truyền mở cơ hội. Nhưng không cầu thủ áo xanh nào có thể tận dụng. Gabriel Jesus vào thay Aguero và cũng gây nhiều khó khăn cho thủ môn David De Gea. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 2 của MU chỉ là 21%. Nhưng sự tập trung của hàng thủ giúp chủ nhà trụ vững trước sức ép từ kình địch cùng thành phố. Quỷ đỏ không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn thực hiện nhiều pha phản công chất lượng. Phút bù giờ cuối, Scott McTominay tận dụng sai lầm của Ederson để ghi bàn ấn định chiến thắng cho chủ nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số 2, không nghiêng về Man Utd đội chủ sân Âu Tra Phất tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Và chỉ kém đội xếp trên 3 điểm. Nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.